Tiên Xuân xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình Chào Đón Cả Nhà. Mình đã quay trở lại cùng với kênh Tiên Xuân Du. Như tập trước Tiên Xuân có nói với cả nhà là Tiên Xuân sẽ tìm cái đường để ra là cái bãi biển Phú Hài, thì Tiên Xuân thấy đường này mọi người hay chạy nè. Có đường rẽ này thì không biết có phải đường đi xuống biển hay không. Đoạn đường này lần đầu tiên Tiên Xuân đi luôn á. Ở đây là trường tiểu học Phú Hài 1. Cho nên Tiên Xuân cũng mời cả nhà sẽ đi dạo thử với Tiên Xuân ha, coi thử đây là có phải là đường đi xuống biển không. Này giống như khu dân cư ở cả nhà. Thế mình cứ đi một vòng đi ha, rồi mình sẽ tìm thấy cái đường mình muốn đi xuống. Tại vì hồi nãy Tiên Xuân đi ở cái đường Hàng Mạc Tử đó, là nó có cái khu khu mà nó là dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng đó, thì Tiên Xuân thấy họ có một cái đường thẳng đi xuống biển thôi, mà cái chỗ đó nó cách cái chỗ này không xa. Nhìn thấy biển thì ở đâu đây thì cũng phải có một cái đường để đi xuống biển, Tiên Xuân nghĩ là vậy. Cứ đi dạo ở đây đi, rồi một hồi mà mình tìm không ra thì mình sẽ hỏi những người dân ở đây này. Đường này là đường gì thì không thấy để tên. Nhìn hai bên đường không thấy có bảng tên. Nhưng mà đây thấy nhà mới xây nhiều ha. Ở bên tay phải á, thì nhà cũ, còn bên tay trái là nhà mới. Đường này làm như là mới làm hay sao? Ở đây có công ty Hải Nam. Ồ, mình nhìn đây thấy mặt biển nè. Vậy là chắc là phải có một cái đường hẻm nào đó bên cạnh nhà dân để mà mình mới đi xuống được biển. Mình cứ đi hết vô nha cả nhà. Dì ơi, cho con hỏi mình có đường nào đi xuống biển không? À, ở đây hả? Muốn nghỉ này thôi à. Dạ, dạ con cảm ơn. À, ủa? Vậy thôi hả? Không có bờ, không có gì hết trơn hả? Vậy làm sao mình đi vào biển ta? Này rồ một ga một khác nữa là phi xuống biển rồi còn cái gì. À, ở đây cả nhà, Tiên Xuân thấy một biển đây có mấy nhí nè. Xin dạ. Chào, ngồi đi chơi hả con? Dạ. Quay cho tivi hả cô? Ủa sao biết hay hả? Đó thì đi tivi á. Ồ, đó thì đi tivi hả? Đó kênh đây cũng vô cũng đăng ký giùm cho. Ôi trời đất ơi, cảm ơn nha. Học lớp mấy rồi? Là vậy, con học lớp mấy hả? Học lớp 3. Ồ, đứng gì không sợ té hả? Không. Không có hả? Ừ, vui chưa? Đó cho con xin kênh coi. Kênh hả? Tiên Xuân Chu Du. Ừ, sao muốn đi du? Hả? Ngươi sao chờ? Chữ tờ. Đây đó. Chữ tờ. Con biết chữ tờ không? Chữ tờ là chữ T đó. Rồi chữ Y dài. Ơ, con thẳng té nha. Tờ rồi y dài. Tờ y dài à. Rồi chữ sờ. Sờ sờ. Sờ sờ này là sờ. Sờ sẻ. Rồi cái chữ U. Rồi chữ Chu Du. Con biết chữ Chu Du không? Thấy chưa? Thấy kênh chưa? Đăng ký kênh. Ủa đi mất rồi hả? Lại cô nói nè. Ủa lại đây, lại đây. Alo mẹ, ngủ gì mẹ? Ăn bánh tráng không? Ăn bánh tráng không? Ăn bánh tráng đi. Cả hả? Cái này cô mua ở chợ nè cho mấy đứa này ăn không? Ừ,
Nè cho con, cho mấy đứa ăn chung nha, cô gỡ cho. Ai gỡ bánh tráng nè. Bánh tráng ngon lắm á. Bánh tráng này mua ở chợ Phú Hài nè. Để qua đây lấy. Đây, rủ đồng bọn ra đây ăn đi, vui lắm. Nè, cho con. Ôi trời ơi, bỏ đi con, bỏ đi. Ẹ. Rồi. Ừ, ăn ngon miệng nha. Nè, cho con nè. Ô. Ô cảm ơn luôn nha. Giỏi ghê chưa? Ăn nữa không? Đây nè, cô có mấy bị luôn nè. Đây. Đây, con tự lấy đi. Mấy đứa tự lấy. Cẩn thận á, nó mềm lắm. Nó. Con lấy một miếng to luôn. Rồi cho ba đứa ba miếng, tự cầm, từ từ rút để nó bể con ơi. Ui giỏi. Đây. Trời ơi, vui chưa? Rồi tiếp nha, gỡ gói nữa nha. Con biết mở không? Con xé cái chỗ này nè. À, con xé ra rồi cho mấy bạn. Con có phần chưa? Rồi cho mấy bạn. Có, cho em. Ngon không? Ấy, con ăn đi, cầm ăn đi. Cho cô miếng nè, cho bạn này miếng nè. Thử nha, cô thử. Ngon cả nhà. Ngon con. Cho mấy em thêm. Có. Ấy, ăn đi, vui mà. Nãy giờ ra tao biết con tao thì con gì em biết nè. Ti sô chu du. Ti sô chu du. Ủa? À, đi sô đi một vòng. Chào con gái. Ấy, Ti sô sẽ đi một vòng đây coi thử có gì lạ không nha cả nhà mình. Mua bánh tráng sao mình nghĩ là trời mình ăn làm gì hết. Rồi hên quá có mấy bạn nhỏ, chào mấy bạn nhỏ. Đi qua đây có mấy chú ngồi chắc là làm biển hay gì nè. Ti sô cứ tưởng tượng là đi ra đây là sẽ có một bờ cát trắng rồi hàng dương hay hàng dừa gì đó. Có chỗ ngồi chơi mà té ra đi ra đây không có gì hết. Rồi họ xây kè hết trơn trọi rồi. Đây xây kè hết rồi. À. Đây là có mấy chú nè. Mấy chú. Đi qua này. Con đi quay YouTube. Cái biển này là xây kè hết rồi hả bác? Ờ. Hết rồi ha. Chứ đâu có bãi cát đồ. Dạ con đi quay YouTube. Ở đây mọi người buổi sáng có đi biển không chú? Có đi biển không? Không hả? Bánh tráng nữa hả? Ủa ăn hết chưa? Ừ, cô còn để bị bệnh á, chạy qua lấy tiếp. Dạ, đó, đây nữa nè. Hàng xóm láng giềng không à. À, dạ, một hai cái thúng đi thôi ạ. À. Ở đây là uống trà hả? Uống trà sáng sớm ngồi đây mát ha. Cái này là nhà báo mà làm sao? Dạ không, con quay YouTube mà con nói thích biển Phú Hài mà hôm nay mới tìm cái đường đi xuống biển coi thử sao. Ở này Phú Hài mà thuộc về Ngọc Hải. Cái gì ạ? À? Ở Phú Hài mà thuộc về Ngọc Hải, khu Phú Nam. Ngọc Hải ha, Ngọc Hải phố 5. Dạ. Cái đường mà con đi ở ngoài vô á mà ở bên tay phải là nhà là dân ở kè này rồi, còn ở bên tay trái là nhà mới xây nhiều phải không vậy? Đúng không? À ruộng người ta mới xây rồi mới làm đường cái gì? Làm cũng lâu quá. Dạ. À vậy hả? Dạ ăn bánh tráng á. Ăn bánh tráng nè. Đâu có hết rồi. Ôi ôi. Ăn hết chưa? À, ăn hết chưa? Ăn nữa không? Không hả? Đi hết rồi. Dạ đây nè, nghe một dạ đi hết rồi. Dạ đây bên này. Đây đi qua đi. Để con qua đây con cho mấy bạn bánh tráng đã. Con hai vịt nè, cho luôn nè. Ăn nữa không? Đây nè. Đây cô gỡ cho. Mắc cỡ gì đâu. Nè con lấy con cho mấy bạn. Cho mấy bạn nha.
đây có cây cây bàn nha cả nhà. Đây có nghĩa là đầu gà đuôi chó. Cái bình này là bình lâu lắm rồi nè. À, uống trà. Nhắm nhi ly trà. Dạ hết làm ở nhà. À, ngồi uống trà đây cả nhà. Ha, thấy họ thấy cây đẹp không con? Cây đẹp, trời đẹp không? Ở đây ngồi đây mát hay gì ha? Rồi chiều xuống thì sao? À, chiều xuống thì mặt trời hay nắng ha. Còn sáng thì ngồi đây ngắm biển ha. Trưa thì mát. Trưa thì mát. Chỗ này là chỗ ngồi uống trà hả chị? Hay ăn cơm? Xây lên thì thấy có ai tới rồi ngồi uống trà được thì mấy hôm mà có đi thúng mùa đông mùa nãy à. Để vuốt để đồ á, nặng lên ngồi chơi. Dạ. Hồi nãy con đi chợ Phú Hài, cái bạn đó đang bán nắng quá nên con mua giùm á. Vậy nhưng mà ngon lắm. Này ngon, ăn ngon. Ngon không? Ngon không? Ngon. Rồi hả? Ăn nhớ uống nước nha. Không là khát nước lắm á. Cho con xin ly trà đi. Nha, cho con xin ly trà. Hai cô uống trà coi về có ngủ được không? Bình trà này cả nhà mình. Ta coi là miếng trầu là đầu câu chuyện ha. Khách đến nhà không trà thì cũng thuốc hả? Hay là cũng nước không biết. Khách đến nhà không trà vụ. À không trà thì rượu hả? Vậy là con nói lộn rồi, này là không? Dạ thôi chết thôi xỉu á. Có thôi con cảm ơn. Đây cả nhà mình xin ly trà, uống ly trà. Mời cả nhà uống trà nha. Uống trà không? Ủa hai này anh em sao giống nhau vậy? Dạ anh em. Ai anh em? Anh em. Ủa vậy hả? Dạ, em biết ốc ở nhà. Em biết ốc ở nhà. Anh đứa con gì bỏ thêm chai nha. Hai cả nhà mời uống trà nha. Ông gì mà. Dạ. Đó. Mẹ đây cả nhà mình, đây mọi người xong rồi cái video sẽ tìm một cái đường khác. Đi coi thử là ngoài cái kè này có cái kè nào khác nữa không. Cái này là bánh bánh bông lan nè, bánh thuẫn. Ê cầm cái bị đó bỏ rác giùm cô nha. Đây cho con một miếng nè. À, bé gái này trước. Ai cho con hai miếng này, con nè ba nè, con nè bốn nè. Ai cảm ơn. Đâu rồi? Đây. Con ai chưa có phần? À con hả? Ô nhỏ quá. Ô đây cho hai cái luôn nè. Cảm ơn cái nữa. Ô giỏi chưa? Bye bye. Ngon không? Bánh này ngon hơn bánh tráng đúng không? À. Ủa, cô kia có bánh chưa? Nói cô kia ngồi đằng kia có bánh chưa? Đây, đây nè, đem qua cho bé một cái. Rồi. Thôi, cho. Ăn đi con. Lại đi về hả? Không ăn. Dạ. Không ăn. Nhớ đang chôm chôm nha cô. Ừ. Nè, cả nhà mình mấy bạn nhỏ đi về rồi. Giờ tí xô đi tìm một cái đường khác. Đi xuống biển. Tôi đi nhìn qua có một cái chỗ nhà mà giống như nhà cổ mà có một cái đường hẻm đi xuống. Nên là Tisu muốn đi lên lại, đi xuống bằng con đường đó coi nó có gì khác không. Cái đường đi xuống biển.
đâu ta, hồi nãy thì xưa thấy có một cái hẻm rất là nhỏ. Đây. Đây là cái hẻm nhỏ nè cả nhà. Không biết là đường này có xuống biển được hay không nha. Ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ. Mình đi thử. Có đi được không ta? Đi thử nha. Không được thì mình quay ra. Ôi trời, nước không. Cái đường này chắc là đi ra được biển, nhưng mà nước tống dơ quá, mình phải quay lên lại thôi. Ồ, hình như đường này cũng đường xuống biển nè. Đấy. À, có người đang ở biển kìa cả nhà. Để thi sư tắt cái xe. Cho cái xe lên đây. Nhà người ta đó. Và đi, để thi sư qua coi quay cá. À, ở đây họ lắc thúng, họ để thúng họ đi. Ủa anh này, mọi người ra lấy cá hả anh, thả lưới hả? Không hả? Đi đâu vậy anh? Đi đâu không biết đâu. Để mình đứng mình coi thử nha cả nhà. Chắc là kéo lưới hả? Đi kéo lưới hả? Ô, nước gì cạn ha, thấy lội ra mà lặn kìa. À, ở đây bờ kìa đá. Nhà ở đây mát mẻ ghê ha. Đứng đây coi hồi nãy giờ lắc thúng, chắc là họ đi xuống, nghĩ là họ thả lưới ha, xong cái họ đi ra nghĩ vậy đó. Đi trễ hết một bước nên không có hỏi được là họ đi đâu. Nhưng mà đứng đây cả nhà mình nhìn thấy nước biển á, thì xu thấy có mấy tầng màu nha. Ở đây là xám xám này tới xanh nè, rồi tới màu đỏ nè, rồi tới màu xanh, rồi tới màu đỏ nè. Có nghĩa là không biết sao mặt nước nó lại có nhiều màu khác nhau như vậy. Đây là thúng đồ nghề này, thì tôi suy nghĩ là chắc là buổi sáng ra thì họ sẽ đi thả lưới đánh bắt cá ở đây, chỗ này mát mẻ. Ở đây có mấy cái hũ này, chắc là hũ mắm, cái khạp á, khạp mắm không? À, cái này hũ không, không có gì. Đằng kia có mấy chú gà giò. Ở nhà mình thấy không? Đây là dầu Bình Bát nè. Nên thấy hồi đó Tisu thấy ở nhà Tisu có cái hàng rào trồng cái này, người ta hay qua người ta ngắt đọt. Ngắt đọt rồi là ngắt ngọn để về nấu canh. Này nè, họ nói là ăn mát lắm, chung với rau dập tàn rồi mấy cái cây cây gì có gai, cây dền gai. Cảnh nghe tiếng sóng vỗ, hít mùi mắm. Xong rồi những cái cây Bình Bát này thấy nhớ lại quê ngày xưa. Tisu mà ở cái tuổi này mà còn nhớ quê thì Tisu nghĩ là những cô chú anh chị các bạn nhiều tuổi hơn Tisu thì có những cái góc nhớ khác, góc nhớ khác về quê hương.
Cái này hồi nãy mình vô có hai ngã, như cả nhà mình còn cái ngã này thì xưa chưa đi vô, không biết là này nhà dân hay là đường đi ra biển không biết nha. Đi vô thử. À, ở đây là nhà dân. À, nhà dân, nhà dân. Đừng sủa ồn, ở đây còn mấy cây keo đã quá ha, mát. Cái chuồng gà đó hả? Chuồng gà. Ha ha, ha. À, hang chó này giữ gà. Ừ. Người quen mà, đừng có sủa chứ. Đó, ủa, ở đây bán đất hả? Thiệt á? Thiệt chứ. Thiệt á? Đất này bán nhiêu? Bao nhiêu ạ? À? Cái này hả, không trả 18 triệu một mét vuông nào chưa bán. Đất này có giấy tờ mà, cái này gần 2 sào. Ủa, này đất thổ cư hay là đất đó, đất cư đất? Đó, thổ cư là nó nhà nước nào mà nhiều quá, nhà nước nó cũng cho dân á, là cái hôm á thì 150 mét vuông, bữa nay nó lại lên được 300 mét vuông. Giờ mà ở đây cái này là 2 sào hả bác? 2 sào mà 1 triệu 8 hả? Vậy là mình tính ra là mình bán mấy tỷ, mười mấy tỷ ha? Thì 18 triệu một mét vuông á, con tính tiền ra đi. Không mà nói vậy chứ nó mua gì nổi. Không mà mình nói vậy chứ cho con có tính. Đây, cô chú có nói đi, con đang làm YouTube, ví dụ mà ai người ta thích người ta vô người ta mua. Con mua 18 triệu mét vuông thì mà 1.900 gần 2 sào, 1.900 đó. 2 sào nhân ra tiền. À 1 sào 946 mét vuông đó. 46 mét, 46 thước đó. Quên. 1.946 mét vuông hả? Ủa vậy là 30 mấy tỷ á hả? Wow. Cái này mới không có đất này ở đâu mà. Dạ. Thành phố ra rồi. À. Người ta phái mặt biển lắm, thành phố ra quá đàn. Dạ, mà chưa bán được hả? Cái này là đất giấy tờ ha. 100 mét vuông 1 tỷ đó. Dạ. Nếu mà cô chú mà bán cái này để con đi quay vòng ha, để coi ai trên cơ mà thích về Phan Thiết muốn mua đất thì mua nha. Đây, đây cho con quay vòng. Đây chú dẫn con đi đi, coi đất nhà mình ở chỗ nào. Vậy đó hả? Cả nhà mình thôi, tự nhiên thấy cảnh đồng quê rồi đi vô đây quay một vòng nha. Đây nè. 36 tỷ. 2 sào. Ở đây thì Ở đây thì hey, mình đang quay đó, bạn đừng có ồn. Ừ. Ở đây thì nếu mà tính lên Nova World mua một lô 20 mấy tỷ. Cái gì vậy? Sao cứ đi chủ mình hoài vậy? Đừng có giỡn chứ bạn. Cái lô này 2 sào mấy hả? Vẫn còn ngon. Hey. Chủ gì mà chủ? Đây. Ủa, nhưng mà cái này mình có miếng nào thổ cư ở đây không gì? Hay là đất này không? Có thổ cư không? À, nhà trong đất là thổ cư, còn lại là cây lâu năm ha. Dạ rồi, để con quay giùm cho. Ai mà muốn mua thì mua giùm cho cô chú nha. Rẻ mà, có 36 tỷ thôi. He 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 he. Nhưng mà cảnh thì cảnh ao, cảnh vườn cả nhà mình. À, không phải ao, biển. Nhưng mà Tisu rất là thích những cái chỗ mà ở gần cây dừa vậy nè. Biết đâu được cô chú nào hữu duyên thích cảnh sát biển, sát bờ biển thì cách có bước bước là ra bước chân, mà cô chú nói là mai mốt là sẽ cái làm kè đó. Ủa làm kè nhà mình có ra mặt biển không chú? Làm kè thì mình có ra mặt biển không? Ở đây có giếng nước này cả nhà. Ở trước này mà làm kè thì nhà mình có ra mặt biển không, hay là mình phải đi bộ một khoảng ngắn? À là mình ra mặt biển rồi ha. Ừ, bởi vì cho nên mới bán giá đó ha. Đúng rồi. Ừ, nghỉ dưỡng tuổi già sát mặt biển. Dạ. Mình không tiền với con người đại gia. Dạ, đại gia thì ta phải một phát là một đống tiền thôi là ta mua thôi. Và đây là giấy tờ đầy đủ hả chú? À, giấy tờ đầy đủ. Dạ.
đất này tao 6 đứa con tao tao phân khoản hết rồi. Dạ. Tức là chia thửa hết rồi đó. À, hết rồi đó. À đất thửa hết. À nhưng mà nó đồng ý bán hết. À bán là bán chung, còn không thì mua thửa thì bán thửa ha. Không à. Không mà bán chung thôi cho nó có giá trị ha. À rồi cho tiền nó luôn, nó gì nó là. Dạ. Cho mình mà không đi không điều nó phân bị phân lên. Nó giận, nó giận, nó hờn mệt không, lắm. Nó đánh lộn luôn đó chứ. Ôi trời. Ngọt. Ghê vậy. Thì nó đánh lộn luôn, nó tranh giành mà. Ừ. Nó chém nó giết. Thôi. Khi nghỉ khỏe. À mình cho thôi, mình lo trước. Dạ. À dạ. Mình nằm xuống dưới đất không ẻ mình yên nữa. À mệt đó ha. Ai. Dạ. Cho các cửa mỗi chỗ mỗi đứa mỗi chỗ. Dạ. Ở đất này là đất là dưới cây đó. Gà này gà tre chú, thấy không? Gà nồi. Gà ta, gà nồi á. À. Gà này ăn ngon lắm nè. Bán con. Dạ. Ủa, gà đá hả? Làm thịt ăn á. À dạ, gà làm thịt. Gà tre có chút xí lông đó, không có xí. Ừ. Này đàn gà con à, ấp à. Này bự con, một con hai chín mấy nữa. Dạ. Gà ngon cả nhà. Tự nhiên đi vô vô tình giới thiệu miếng đất đẹp với cả nhà. Để mai thì xu ra mua với số. Mua là phải mua 36 tờ mới trúng được 36 tỷ. Mà một ri người ta có hình như có 10 tờ hay sao á. Mình sao trúng được ta? Ba lớp ba đài khác nhau hả? À trúng sao mà mua ha. Con giỡn á. Dạ. Thôi. Dạ. À. Của thiên trả địa chú ơi, thôi không ham. À đây giặt đồ nè. Lâu lắm mới thấy được những cái hình ảnh gì. Ủa này giặt trai đây cô. Giặt trai đây. Cô ở trong nhà. À trời ơi sao bắt cô giặt. Nó đi biển giờ nè. À đi biển ha, rồi cái xong rồi cô giặt giùm cho ha. Ok. Ừ. Mẹ là số 1. Nó chưa có vợ mà mình phải giặt cho nó chứ. À chưa có vợ hả? Chà. Dạ. Rồi con đi định đi tìm biển Phú Hải con quay mà cuối cùng sao vô nhà cô chứ. Dạ con cảm ơn nha. Dạ con đi chơi. Sao ai cũng hỏi con sao cứ đi một mình nó có được mà đâu có sao đâu. À, dạ một mình vui một mình chú ơi, hai mình vui theo kiểu hai mình. À, không vui mà nãy giờ con quá trời vui luôn á nha. Hello cả nhà, mình hồi nãy giờ đi vòng vòng ha, đi biển Phú Hài nè. À, trong cái video clip này có nhiều cái rất là vui ha cả nhà. Coi nãy giờ thì xô thấy vui lắm á. À thì thì xô xin dừng lại cái video clip ở đây cô chú anh chị các bạn. À, bây giờ cũng 9 giờ sáng, 10 giờ sáng rồi. Bây giờ đi về. Cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian xem chương trình và đăng ký kênh ủng hộ Tisu. À, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Kính chúc sức khỏe cô chú anh chị các bạn. Bye bye cả nhà.